Hello, xin chào các em. Lại là một video chữa một bài tập lớn của trường Học viện Ngân hàng nhé. Đây là một bài tập lớn của bạn sinh viên Học viện Ngân hàng các em nhé. Bạn Kiều Anh có hỏi các em có thể vào trong group là ôn luyện nguyên lý kế toán NEU để chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi và hỗ trợ học tập nguyên lý kế toán của trường Học viện Ngân hàng nhé. Câu hỏi của bạn như sau. Bạn có một cái bảng cân đối thử rất là nhiều các tài khoản như thế này. Sau đó yêu cầu để bài thực hiện các bút toán điều chỉnh cuối kỳ. Rồi có có bút toán A này, bút toán B, C, D điều chỉnh lương, E là điều chỉnh dịch vụ vận chuyển, F là thực hiện, doanh thu thực hiện. A, B, C, D, E là đề bài, chắc đề bài vừa nãy bạn ấy vừa là đề trên định khoản của bạn ấy. 2 là lập bảng cân đối kế toán và báo cáo kinh doanh sơ bộ vào ngày 31 tháng 12 năm 20X, đúng không? Ok. Rồi, thế thì bây giờ anh sẽ bật một cái file Excel lên để anh sẽ kiểm tra cái bài làm của bạn nhé. Đây là một cái file Excel mà có sự chuẩn bị trước. Đối với file Excel này thì anh có thể giới thiệu qua các em một chút nhé. Đây anh sẽ có một cái bảng cân đối kế toán này. Đó, được chưa? Một cái bảng cân đối kế toán. Và dưới này thì anh có một cái bảng là báo cáo bảng cân đối thử đấy, hay là cái bảng cân đối thử chính của bạn đây này, đấy chính là cái đối thử này, được chưa? Bảng cân đối kế toán thì bao gồm có một phần là phần tài sản, đây là cột tài khoản, đây là số trước điều chỉnh, đây là số sau điều chỉnh, đây là tài khoản nguồn vốn, đây là số trước điều chỉnh và đây là số sau điều chỉnh. Tổng số phát sinh là tổng tài sản này, tổng tài sản trước điều chỉnh này, tổng tài sản sau điều chỉnh này, tổng nguồn vốn trước điều chỉnh này và tổng nguồn vốn sau điều chỉnh này. Đây là bảng cân đối thử. Bảng cân đối thử của anh bao gồm có cột đầu tiên là cột tài khoản, hai cột tiếp theo là cột trước điều chỉnh. Một bên là bên nợ, một bên có. Đây là cột các bút toán điều chỉnh, một bên ghi nợ, bên ghi có. Còn đây là cột sau điều chỉnh, một bên ghi nợ, một bên ghi có, được chưa? Thế còn ở bên sheet input của anh sẽ là một sheet về định khoản, các bút toán mà điều chỉnh của các bạn ấy, để tí nữa chúng ta sẽ ra cái sản phẩm sau điều chỉnh là bảng cân đối kế toán sau điều chỉnh, chính là phần yêu cầu đề bài của bạn yêu cầu, đúng không? Rồi, ở cái Excel file này chỉ mới mang tính chất đó chính là để chúng ta có thể kiểm tra lại cái bài làm của chúng ta một cách nhanh nhất và chính xác nhất, được chưa? Để chúng ta thấy được rằng là cái độ chính xác của nó như thế nào đối với bài tập của em. File Excel này anh lập ra với mục đích là để anh hỗ trợ các em trong quá trình soát cái bài làm của các em nhé. Ok, không đơn thêm nữa, chúng ta sẽ vào chủ đề chính của chúng ta. Đối với bảng cân đối thử chúng ta sẽ ghép những số liệu mà đề bài có vào trong này. Anh sẽ ghép thật là nhanh nhé. Tiền mặt là tài khoản 111, 1,5 triệu này. Vật liệu văn phòng thì chắc là sẽ là 153 rồi, vật liệu mà văn phòng. Đấy là nguyên vật liệu thì có thể là 152, tuy nhiên thì đây là vật liệu văn phòng mà không có vật liệu kia là vật liệu trong nơi sản xuất. Được chưa? Cột này cột dư nợ, đúng chưa? Cột này cột ghi nợ này, những tài khoản này, những tài khoản có số dư nợ anh ghi bên nợ. Thiết bị văn phòng 100 triệu, thiết bị văn phòng là 100 triệu, thiết bị văn phòng chính là tài sản cố định. Rồi, tiếp tục phải trả người bán là tài khoản 331, có số dư có. Số tiền là 630.000, đây là số dư bên có. Doanh thu nhận trước là 100 triệu, doanh thu nhận trước là tài khoản 3387, là số dư bên có 100 triệu. Đơn vị của chúng ta là nghìn đồng mà, đúng không? Doanh thu bán hàng hóa là 1,5 tỷ doanh thu, 1,5 tỷ. Doanh thu là phát sinh bên có. Tiền điện nước điện thoại là 160, chi phí, đúng không? Chi phí là bên nợ 160. Lương nhân viên của chúng ta là 150 bên nợ. Tiền thuê nhà trả trước là 242, là 120. Là tài sản nhé, 242 tài sản dư nợ. Giá trị hàng hóa xuất bán là 970, là khoảng 632, 970 triệu đấy. Phải thu khách hàng là 40, phải thu khách hàng là 131, dư nợ 40 triệu. Vốn đầu tư của chủ sở hữu là 411, 830 triệu. Dư có. Rồi kiểm tra lại nào. Thiếu gì đấy rồi. Tổng tài sản đang tranh nhau 18.000 này. 18.000 là cái khoản gì đây? Chúng ta có thể điền sai 120.000 rồi. Đây là 2.000 này. Là 20.000 nhé, anh điền nhầm. Đây. Vật liệu văn phòng là 20.000, anh vừa điền là 2.000 cho nên trên này. Rồi, tổng phát sinh bên, tổng số dư bên nợ và tổng số dư bên có của danh sách tài khoản trên bảng cân đối thử đã bằng nhau rồi nhá, cân đối rồi nhá, và bằng đúng với số trên đề bài rồi nhá. Ok, chúng ta lên trên bảng cân đối kế toán xem nào. Sau khi nhập cái số liệu vào trong bảng cân đối thử xong thì số liệu ở trên bảng cân đối kế toán này của anh nó sẽ tự lên. Và các bạn để ý thấy không? Cái cột mà trước điều chỉnh này này, đây là số bên tài sản, đây là số bên nguồn vốn, được chưa? Tất cả hai số liệu này đáng lẽ ra ấy, ở trên bảng cân đối kế toán ấy là nó sẽ phải cân, đúng không? Nó sẽ phải cân. Tức là tổng tài sản phải bằng tổng nguồn vốn ở thời điểm trước điều chỉnh, ở bất kỳ một thời điểm nào, đúng không? Tuy nhiên bởi vì đây là có một số những bút toán điều chỉnh chúng ta chưa thực hiện. Đó, vì vậy là cái số liệu có thể là nó đang chưa cân. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhập những số liệu mà sau điều chỉnh kia để xem là nó sẽ như thế nào về cái bảng và ra cái số liệu sau điều chỉnh nhá. Đây là chúng ta chưa nhập, vì vậy là cái số sau điều chỉnh nó cũng đang tự lên là như thế này nhá. Ok, bây giờ anh sẽ vào phần input, anh nhập các cái bút toán điều chỉnh của bạn vào đây. Bút toán thứ nhất, bút toán A là bút toán điều chỉnh về mặt chi phí. Đây là chi phí thuê nhà 12 tháng mà chúng ta trả trước vào ngày 1 tháng 7, đúng không? Tức là hàng tháng ở đây để ý thấy là hàng tháng là bạn đã có định khoản và các cái số liệu định khoản này đã được ghi chép vào trong sổ kế toán rồi, và nó đã được ghi vào trong cái số liệu ở trên bảng cân đối thử kia rồi. Chỉ duy nhất cái tháng 12, đúng không? Ở đây chúng ta nhìn ra chỉ duy nhất cái tháng 12 này là chưa được ghi nhận thôi. Vì bây giờ ở bút toán điều chỉnh này chúng ta sẽ ghi nhận bút toán này. Nợ tài khoản 642. Giới thiệu với các bạn ở cái phần input này của anh sẽ gồm có cột thứ nhất là cột nghiệp vụ, anh sẽ ký hiệu là ABCD để chúng ta tìm nó dễ. Cột thứ hai là cột về số tài khoản định khoản, cột thứ ba là số tiền ghi bên nợ và số có thứ tư là số tiền ghi bên có. Cốt này là cái mã để anh đưa cái số liệu này vào cái bảng mà anh đang mong muốn thôi. Chúng ta chỉ quan tâm đến ba cái cột này nhá. Rồi chúng ta sẽ vào này. Ở đây ở nghiệp vụ A của chúng ta sẽ cần phải ghi vào trong cái phần input này, đó chính là ghi nợ tài khoản 642 10.000 đúng không? Tức là số tiền ghi bên nợ 10.000. Và tài khoản 242 của chúng ta là số tiền ghi bên có. Như thế như định khoản đây là 10.000 ở ghi bên có như thế này. Rồi tương tự như vậy chúng ta sẽ ghi ở nghiệp vụ B là nghiệp vụ vật liệu văn phòng chưa đem vào sử dụng thì bây giờ hoàn thành nhập kho đúng không? Ghi nợ tài khoản 152 là 2.000 và có tài khoản 642 là 2.000. Nghiệp vụ C của chúng ta trích khấu hao văn phòng thì bây giờ chúng ta sẽ ghi nhận là nợ tài khoản 642 là 30.000. Có tài khoản 214 là 30.000. Điều chỉnh lương của nhân viên chưa trả ở bút toán điều chỉnh lương thì bây giờ là điều chỉnh 10.000 bên nợ tài khoản 642, có tài khoản 334 10.000. Rồi điều chỉnh tăng đấy. Tiền thuê dịch vụ vận chuyển chưa nhận được hóa đơn thanh toán, ghi nợ tài khoản 641, rồi số tiền bên nợ là 25.000. Và tài khoản bạn có tài khoản 335 25.000. Ở nghiệp vụ F là thực hiện 50% phần doanh thu nhận trước thì ghi nợ tài khoản 387 là 50.000. Và có tài khoản 511 là 50.000. Rồi, sau khi mà anh nhập tất cả các bước điều chỉnh này xong thì điều gì sẽ xảy ra ở bên output này? Số liệu ở trong bảng cân đối thử của anh, cột điều chỉnh đã lên những cái số liệu, đã tự động lên những số liệu này rồi qua những hàm công thức mà anh đặt. Tổng phát sinh bên nợ và tổng phát sinh bên có của cả cái bảng cân đối thử này cũng đã bằng nhau rồi, ok không? Rồi chúng ta cùng lên nhìn nào. Tuy nhiên thì ở trên bảng cân đối kế toán của chúng ta vẫn đang lệch 170.000 ở số sau điều chỉnh. Tức là cái số này này là cái số mà anh đã lấy sau khi mà nó đã điều chỉnh bởi những cái bút toán mà đã thực hiện ghi chép ở đây. Thì số liệu nó đã nhập lên trên này rồi. Đây là những số sau điều chỉnh rồi này. Đó, đây là những số sau điều chỉnh rồi nhá. Nhưng mà số liệu vẫn đang lệch 197.000. Vậy thì ở đây nó sẽ liên quan đến một phần chúng ta chưa thực hiện, đó chính là các bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí và lợi nhuận cuối kỳ, được chưa? Bây giờ anh sẽ kết chuyển các bút toán này. Doanh thu trong kỳ của chúng ta là tài khoản 511. Đây, tổng số tiền cuối kỳ của chúng ta là 1.550, tức là 1.550 triệu đấy. Anh sẽ input số này. Bút toán của chúng ta sẽ ghi nợ tài khoản 511 và có tài khoản gì nhỉ các bạn nhỉ? 911 đúng không? Có tài khoản 911 này. Đó. Bút toán tiếp theo là liên quan đến kết chuyển chi phí. Chúng ta có những khoản chi phí gì ở đây? Đây là danh sách các khoản chi phí của chúng ta này. 642 chi điện nước này, 642 lương này, 632 là 641 đúng không? Toàn bộ những chi phí này chúng ta sẽ là những con số cuối kỳ của chúng ta chính là cột này. Đây là cột mà trước điều chỉnh này, đây là số liệu trước điều chỉnh, còn đây là số điều chỉnh và đây chính là số sau điều chỉnh, và chính những cái phần chi phí sau điều chỉnh này sẽ là bút toán kết chuyển của chúng ta. Rồi nó sẽ nằm ở bên có những tài khoản chi phí đúng không em? Rồi, thế còn tài khoản 911 chúng ta sẽ tổng tất cả cái dư bên nợ này. Rồi xong. Vậy thì bây giờ chênh lệch giữa doanh thu và chi phí chúng ta sẽ kết chuyển vào lợi nhuận. Rồi chúng ta sẽ có lợi nhuận 197.000. Rồi sau khi ghi nhận các bút toán này xong thì ở phần output của chúng ta, trong bảng cân đối thử của chúng ta đã tiếp tục lên những số liệu liên quan đến phần kết chuyển về các cái khoản doanh thu và chi phí, và số dư cuối kỳ trên bảng cân đối thử của các tài khoản doanh thu chi phí bây giờ nó về không rồi, nó không còn số dư nữa này bởi vì chúng ta kết chuyển hết rồi. Đó cũng là lý do vì sao những tài khoản doanh thu và chi phí chúng ta sẽ không có số dư, vì cuối kỳ chúng ta sẽ thực hiện kết chuyển nó. Ok chưa? Rồi điều gì đặc biệt ở trên này? Wow, bây giờ thì bảng cân đối kế toán của chúng ta đã cân chưa? Cân rồi này. Tổng số sau điều chỉnh ở bên tài sản đã bằng tổng số sau điều chỉnh ở bên nguồn vốn. Ok. Và đây chính là bảng cân đối kế toán của các bạn. Sau điều chỉnh chính là câu hỏi lập bảng cân đối kế toán nhá. Thế còn đối với báo cáo kinh doanh thì sao nhỉ? Rất là dễ thôi đúng không? Chúng ta sẽ có này, báo cáo kinh doanh sẽ ghi đây nhá. Báo cáo kết quả kinh doanh, chúng ta sẽ có doanh thu đúng không? Chúng ta nhập số tiền đây nha. Doanh thu thì chúng ta là 1,5 tỷ này. Giảm trừ doanh thu chúng ta không có, là những khoản chiết khấu chúng ta không có này. Doanh thu thuần chúng ta là doanh thu trừ đi giảm trừ doanh thu này. Giá vốn của chúng ta sẽ là tài khoản 632, được chưa? Tài khoản 632. Lợi nhuận gộp của chúng ta sẽ là bằng doanh thu trừ đi giá vốn. Doanh thu tài chính là không này, không phát sinh hoạt động tài chính ở đây này. Chi bán hàng của chúng ta 641 này. 641 này có 25 này. Chi phí quản lý doanh nghiệp của chúng ta thì sẽ có mấy số đấy, chúng ta sẽ cộng lại. Ok, để chính xác thì anh sẽ cộng bên này. Chi phí quản lý doanh nghiệp chúng ta sẽ có này. Hai thằng này, vậy một cái. Chúng ta sẽ có thằng này nữa. Rồi. Thằng này chúng ta sẽ có bán hàng. Đây. Lợi nhuận toàn kinh doanh thì bằng lợi nhuận gộp trừ đi những khoản chi phí ở trên. Rồi, thu nhập khác thì không, chi phí khác không, lợi nhuận khác thì bằng thu nhập khác thì chi phí khác, lợi nhuận kế toán trước thuế thì trừ đi cộng với lợi nhuận khác. Rồi, ok. Đây chính là báo cáo kết quả kinh doanh của các em nhé. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành. Anh thấy là có khá là nhiều bạn cùng hỏi cái bài tập lớn như thế này. Và cũng có rất nhiều những bài định khoản kiểu liên quan đến các cái bút toán điều chỉnh như này, thì anh thấy rằng là các bạn thường xuyên là mắc phải những cái khó khăn trong quá trình định khoản. Vậy thì ở video này anh sẽ hướng dẫn, anh sẽ giới thiệu với các em một cái khóa học về nguyên lý kế toán của chị Ngọc Linh nhé, ở bên trường Học viện Ngân hàng. Các bạn có thể vào trang onthisinhvien.com. Sau đó chúng ta sẽ search khóa Học viện Ngân hàng nguyên lý kế toán. Và chúng ta đó, đây là một khóa học rất là hữu ích và bổ ích đối với các em nhé. Do trực tiếp chị Nguyễn Hồng Linh là admin của group là ôn luyện nguyên lý kế toán NEU, thì chị đã có rất nhiều kinh nghiệm trong quá trình là chia sẻ và dạy các môn nguyên lý kế toán này ở rất nhiều trường đại học rồi. Thì các em có thể xem. Ở đây anh sẽ giới thiệu qua cho các em cái phần mà chúng ta có thể học để chúng ta làm sao có thể làm chủ được các cái bài thi của chúng ta. Ở đây nhá, các em để ý thấy là các cái câu hỏi liên quan đến phần bút toán điều chỉnh này, đúng không? Vậy thì định khoản như thế nào, đúng không? Và cái việc mà tư duy về việc là phân loại tài khoản nguồn vốn để lập bảng cân đối kế toán. Và các cái câu hỏi trong đề thi thì anh thấy rằng là ở Học viện Ngân hàng ấy, trong quá trình mà anh chữa một số bài kiểm tra bài tập lớn hay là bài thi cũng thế thôi, anh thấy là có rất nhiều những câu hỏi liên quan đến đúng sai này, những câu hỏi tình huống này. Thì ở trong cái khóa học của chị Linh ấy, thì chị có chia sẻ những cái chủ đề liên quan đến những câu hỏi đúng sai và phân tích tới các bạn rất là dễ hiểu. Thật sự anh thấy rất là ý nghĩa với các bạn. Vì vậy là anh rất muốn giới thiệu các bạn một cái khóa học mà chị Linh đã tạo ra rất là tâm huyết và nhiệt tình như thế này. Phân tích câu 1, câu 2, câu 3 đúng sai như nào, lý do ra sao, chị nói rất là cụ thể đối với các em luôn. Ở đây anh sẽ nói với các bạn một cái chủ đề mà liên quan đến bài kiểm tra bài tập lớn này nhá, đó chính là các bút toán điều chỉnh. Thì định khoản như thế nào, đúng không? Và các danh sách bút toán điều chỉnh ra sao, đúng không? Cái này cái chúng ta rất là quan tâm. Thì chúng ta sẽ học ở cái phần 1 đấy. Đây này. Phần 1 đây này. Học để hiểu, các bạn thấy không? Học để hiểu này, chúng ta sẽ có một bài tập liên quan tới là hướng dẫn cách sử dụng tài khoản kế toán. Chúng ta phải thật sự hiểu về tài khoản kế toán thì chúng ta mới đọc một nghiệp vụ kinh tế thì chúng ta mới hiểu cái định khoản. Cho nên là bài đầu tiên khi mà vào môn học, chị Linh đã dạy cho các bạn cách để chúng ta sử dụng tài khoản kế toán rất là ý nghĩa, rất là hay và rất phù hợp với những bạn sinh viên mà vẫn còn đang hoang mang và đang cần phải có một cái sự hướng dẫn để mà chúng ta có thể định khoản được, có thể làm được bài tập lớn hay là làm được bài kiểm tra cuối kỳ. Thì các bạn có thể là mua ngay khóa học này. Anh sẽ bật cho bạn cái liên quan đến phần bút toán điều chỉnh ấy. Ở đây có rất nhiều bài các bạn ạ, rất nhiều bài và có cả bài kiểm tra cho các bạn thực hiện nữa cơ. Các bạn phải test để có thể kiểm tra cái bài mình học xong mình có làm được bài không. Nếu mà không làm được chúng ta lại phải kiểm tra lại, đúng không? Đó, rất là hay. Đây, liên quan đến bút toán điều chỉnh này không liên thuyên nữa, bật lên cho bạn xem nhá. Rất là may mắn là cái khóa này anh đã mua nó và có thể đã sử dụng nó rồi. Cho nên rằng là anh thấy nó rất là ý nghĩa và hay, và anh là muốn chia sẻ với các bạn để bạn có thể xem được. Đây là bút toán điều chỉnh, bạn thấy không? Chị phân tích một cái ví dụ, từ một ví dụ chị xé ra rất là nhiều những cái yếu tố mấu chốt trong này để các bạn nhớ được, ghi nhớ được. Đó, tài khoản 242, tài khoản 335 này, tài khoản 3387 này, toàn là những cái tài khoản mà chúng ta thực hiện các bút toán điều chỉnh. Và cái điều các em để ý thấy không? Khi mà chị nói rất là dễ hiểu. Và cái điều mà anh cảm thấy được là trong cái khóa học này rất là tâm huyết ở điểm, đó chính là chị phân ra thành hai phần rõ rệt là phần học để hiểu và phần học để thi. Có nghĩa là sao? Tức là nếu như chúng ta đã vội đến gọi là sắp đến mông, đến gọi là nước đến chân rồi, chúng ta đang muốn xem tập trung vào đề thi ra sao thì chúng ta ngay lập tức chúng ta có phần đề thi ở dưới này. 21 video tương ứng với lại rất nhiều các cái bài đúng sai, bài tập có yêu cầu, bài tập yêu cầu 1 và yêu cầu 2 này, theo đúng kết cấu của đề thi cuối kỳ của các em. Các em ạ, rất là hay. Và thông qua cái bài kiểm tra này anh thấy chị chữa rất là chi tiết của các năm luôn ấy, 2019 này, 2018 này, 2017, tức là rất nhiều năm rồi. Và cuối cùng chị tổng hợp ra những cái phần kiến thức, ở đây là những phần kiến thức trọng tâm nhất của môn học để chúng ta có thể là chúng ta cần phải nắm để có thể thi được. Nên anh thấy là khóa học này rất là dễ hiểu, có rất nhiều những thứ rất là hay. Vì vậy là nếu như các bạn quan tâm thì có thể là mua khóa học này để chúng ta có thể làm chủ động trong quá trình học được nhá. Ok, thì ở video này thì là anh sẽ kết thúc tại đây. Có bất kỳ một câu hỏi nào các bạn cần phải hỏi thì có thể là trao đổi comment ở dưới bài viết này, hoặc là chúng ta sẽ vào trong group ôn luyện nguyên lý kế toán NEU này nhá. Thì ở trong group này thì hỗ trợ các bạn sinh viên ở trường Học viện Ngân hàng của chúng ta để chúng ta có thể học, ôn thi và đạt kết quả cao nhất trong môn học nhá. Chúc các bạn có thể là đạt kết quả cao trong môn học này.